Kính chào quý vị, bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Trường tiểu học Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhà trường trong thời gian qua. Tổng sản lượng lúa mùa và đông xuân của tỉnh Kiên Giang sụt giảm hơn 240.000 tấn. Trong phần tin thế giới, nhóm Taliban ở Pakistan tuyên bố tiến hành vụ đánh bom ở Lahore. Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ tổ chức hội nghị huyện ủy lần thứ tư khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết huyện ủy quý 1, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 và thông qua một số dự thảo chương trình hành động của huyện ủy trong năm 2016. Thực hiện nghị quyết huyện ủy năm 2016, trong 3 tháng đầu năm, các ngành các cấp huyện Đức Huệ đều bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch và tăng so cùng kỳ năm trước về diện tích, năng suất và sản lượng. Thu ngân sách đạt hơn 34,4% so với dự toán tỉnh. Năm 2016, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện là hơn 140 tỷ đồng, bố trí 114 danh mục công trình và đã triển khai thực hiện 73 danh mục công trình với giá trị khối lượng thực hiện hơn 77 tỷ đồng. Trong chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Mỹ Thịnh Đông và Bình Thành đạt 19 trên 19 tiêu chí. Huyện đang tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như thực hiện các giải pháp chống hạn và ngăn chặn xâm nhập mặn trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra giải pháp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, giải pháp và trách nhiệm các ngành trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao, mở rộng vùng chuyên canh cây chanh, những giải pháp trước mắt và lâu dài trong việc chống hạn và xâm nhập mặn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Huyện ủy Tân Thạnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ tư khóa 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết quý 1, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2016. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Minh Phương đến dự. Trong quý 1, huyện Tân Thạnh đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng vụ lúa đông xuân 2015-2016. Gieo xạ được trên 31.000 hecta đã cơ bản thu hoạch xong, năng suất đạt trên 7 tấn một hecta. Vụ hè thu gieo xạ được trên 21.000 hecta, trà lúa đang trên đà phát triển tốt. Ngoài ra còn gieo trồng được trên 400 hecta cây hoa màu các loại. Huyện có 3 xã đạt xã nông thôn mới, thu ngân sách được trên 13 tỷ đồng đạt 27%, chi ngân sách được 54 tỷ đồng đạt trên 22%. Đã triển khai xây dựng 33 công trình xây dựng cơ bản với số tiền trên 9 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, công tác xây dựng đảng được chú trọng, đã kết nạp được 9 đảng viên mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, chương trình đột phá của Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 9, các công trình trọng điểm mà nghị quyết đại hội đã đặt ra. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn vừa có chuyến thăm dự án Happyland tọa lạc trên địa bàn xã Thành Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo tập đoàn Khang Thông, dự kiến khu phức hợp giải trí Khang Thông Happyland sẽ khánh thành và đi vào khai thác hai hạng mục là khu trường đua và biểu diễn bong bóng nghệ thuật vào dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm nay. Khu trường đua Happyland được đầu tư theo hình thức tích hợp 12 thể loại đua dành cho xe đạp, mô tô và ô tô, quy mô 14 hecta dài 1.600 m, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với sức chứa khoảng 25.000 khán giả. Mỗi đợt đua khoảng 24 chiếc xe mô tô và 16 chiếc đối với xe ô tô. Với quy mô và tính chất hiện đại, Happyland được kỳ vọng là dự án trọng điểm của ngành du lịch, tạo tiền đề cho sự phát triển của nhiều ngành dịch vụ du lịch Việt Nam. Trong tương lai, Happyland sẽ là địa điểm kết nối thu hút khách du lịch quốc tế với các nước như Lào, Campuchia, Myanmar và nhiều quốc gia trên thế giới. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đề nghị tập đoàn Khang Thông duy trì phát triển các hạng mục giải trí, đặc biệt chú trọng hoạt động truyền thông và tiếp thị nhằm quảng bá du lịch Việt Nam không chỉ với khách trong nước mà cả du khách nước ngoài. Trường tiểu học Bình Hòa Nam, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường tiểu học Bình Hòa Nam trước đây được sáp nhập với trường trung học cơ sở mang tên trường cấp 1-2 Bình Hòa Nam. Đến tháng 12 năm 2017, trường được tách ra mang tên trường tiểu học Bình Hòa Nam theo quyết định số 3713 của Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ. Vượt qua khó khăn của những ngày đầu được sự quan tâm của các cấp, đến năm 2012, trường được Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ kinh phí hơn 17 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học Bình Hòa Nam.
Toàn trường có 20 phòng học và các phòng chức năng có đầy đủ thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Năm học 2015-2016, trường có 524 học sinh theo học ở 3 phân hiệu. Mỗi năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng trên 99%. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhiều học sinh đã đạt giải thứ hạng cao qua các phong trào. Với những cố gắng và quyết tâm cao của tập thể, thầy, cô giáo và học sinh, trường tiểu học Bình Hòa Nam được Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến vào năm học 2013-2014, 2014-2015. Trên 100 thí sinh tham gia cuộc thi Lao Star, tài năng học sinh sinh viên tỉnh Long An lần thứ 3. Đây là cuộc thi do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2016. Trên 100 thí sinh đến từ các trường, đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp y tế, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với các thể loại hát, múa, khiêu vũ, ảo thuật, độc tấu, nhảy hiện đại, kịch, võ thuật, dẫn chương trình, ngâm thơ, kể chuyện, cắm hoa, thời trang. Các thí sinh đã chuẩn bị rất công phu phần dự thi của mình, cả nội dung và hình thức, và tạo điểm nhấn cho cuộc thi là phần thi hát múa. Từ hơn 60 tiết mục đăng ký dự thi, trải qua các vòng sơ khảo và bán kết, 17 tiết mục xuất sắc nhất được chọn vào vòng chung kết. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho thí sinh được yêu thích nhất, giải cổ động viên ấn tượng và giải khán giả may mắn. Cuộc thi này được tổ chức 2 năm một lần nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giao lưu giữa các học sinh, sinh viên, giúp các bạn thể hiện năng khiếu và niềm đam mê của mình. Đây còn là hoạt động ngoại khóa, phát huy vai trò khả năng, văn thể mỹ và tôn vinh tài năng của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa công bố các số liệu về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2016. Theo đó, tăng trưởng GDP trong quý 1 năm 2016 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm 2015. Theo Tổng cục Thống kê, quý 1 năm 2016 là quý khởi đầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, 3 tháng đầu năm 2016 vẫn có những biến động khó lường, thể hiện qua những diễn biến thị trường tiền tệ và giá dầu. Điều này gây ra những khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong nước, kinh tế Việt Nam đang phải chịu một số ảnh hưởng tiêu cực như rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc, hạn hán ở miền Trung Tây Nguyên, sạt lở và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Những yếu tố này tác động không nhỏ tới sản xuất trong nước, cụ thể là khu vực nông lâm thủy sản chỉ đạt giá trị tăng thêm khoảng 98% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng GDP quý 1 chỉ đạt 5,46% so với cùng kỳ năm 2015, có dấu hiệu chững lại so với các năm khác. Đáng chú ý, ngành xây dựng bất động sản cũng ghi dấu ấn với mức tăng trưởng ấn tượng nhất kể từ năm 2010 cho tới nay. Sản xuất lúa mùa và đông xuân năm 2015-2016, tỉnh Kiên Giang đặt ra chỉ tiêu hơn 2,5 triệu tấn. Thế nhưng, tổng sản lượng của hai trà lúa này hiện nay chỉ ước đạt khoảng 2,2 triệu tấn, hụt giảm hơn 241.000 tấn. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa mưa đến trễ và kết thúc sớm. Nước thượng nguồn sông Mekong đổ về đồng bằng sông Cửu Long thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 đến 50%, trong đó có Kiên Giang. Nên tỉnh này xuống giống lúa mùa và đông xuân không đạt kế hoạch gieo trồng là 368.000 hecta, giảm gần 6.800 hecta. Cùng với đó, do lũ nhỏ và ít mưa dẫn đến tình trạng khô hạn thiếu nước và xâm nhiễm mặn sâu vào nội đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa mùa và đông xuân. Đến nay, Kiên Giang đã có hơn 56.500 hecta của hai trà lúa này bị thiệt hại với tổng giá trị khoảng 1.490 tỷ đồng. Để bù đắp sản lượng hụt giảm do hạn mặn và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng lúa năm 2016 hơn 4,6 triệu tấn, tỉnh Kiên Giang điều chỉnh cơ cấu sản xuất 302.000 hecta lúa vụ hè thu và 120.000 hecta vụ thu đông theo hướng thích hợp về giống ngắn ngày, chống chịu với hạn mặn, thuận lợi nguồn nước, né tránh khô hạn, xâm mặn, hệ thống thủy lợi đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất an toàn, bền vững và hiệu quả. Theo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, lần đầu tiên trong lịch sử, thành phố Cần Thơ đã hứng chịu nước mặn xâm nhập với nồng độ mặn đo được ở mức 2 phần ngàn. Đặc điểm xâm nhập mặn tại Cần Thơ có khác so với nhiều địa phương trong khu vực, bởi mặn xâm nhập tại đây xuất hiện theo triều cường, lên nhanh và rút rất mau. Đồng thời dự báo trong tháng 4 và đầu tháng 5, tình hình xâm nhập mặn sẽ còn diễn biến phức tạp. Trong đó, mặn sẽ xâm nhập sâu hơn,
nồng độ mặn sẽ cao hơn và gây thiệt hại nặng cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ cung cấp máy đo độ mặn cầm tay cho các quận huyện chủ động đo độ mặn, đồng thời triển khai nguồn vốn xây dựng đập đất sét tại phường Tân Phú, quận Cái Răng để bảo vệ trên 300 hecta đất sản xuất nông nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị cấp thoát nước cũng như khuyến cáo bà con cần tích trữ nước ngọt trong thời gian tới để chủ động trong sản xuất cũng như sinh hoạt. Với nỗ lực cải thiện phúc lợi cho động vật, sức khỏe con người và sự bền vững của môi trường, Tổ chức Giúp đỡ Vật nuôi và Động vật Hoang dã Human Society International đã chính thức phát động chiến dịch Ngày Thứ Hai Xanh tại Việt Nam. Ngày Thứ Hai Xanh nhằm xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, bền vững và giàu lòng nhân ái bằng một hành động đơn giản: ngừng tiêu thụ thịt, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa ít nhất một ngày trong tuần, cụ thể là vào thứ Hai. Việc ngừng tiêu thụ các loại thịt, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa ít nhất một ngày trong tuần có thể giúp giảm nguy cơ mắc phải nhiều căn bệnh mãn tính phổ biến như tim mạch, tiểu đường loại 2, cao huyết áp, béo phì và một số bệnh ung thư. Tại Việt Nam, khi mà vấn đề chất cấm trong chăn nuôi đang tràn lan, thì đây càng là một hành động cần thiết của mỗi người vì sức khỏe của chúng ta và cả thế hệ mai sau. Đối với cái sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay thì con người Việt Nam mình hơi hướng đến một cái xu hướng ăn uống không được khỏe mạnh lắm. Và vậy cho nên là chiến dịch Ngày Thứ Hai Xanh Việt Nam với mục đích muốn kêu gọi mọi người hãy quay lại cái xu hướng ăn uống lành mạnh, khỏe mạnh hơn với các sản phẩm từ thực vật. Thì chính vì vậy cho nên là bắt đầu chỉ với một ngày thứ hai trong tuần thôi, nhưng mà dần dần thì chiến dịch rất là mong muốn mọi người sẽ dần dần chuyển qua hướng ăn thực vật nhiều hơn và các ngày khác trong tuần nữa. Chương trình Ngày Thứ Hai Xanh là chiến dịch toàn cầu đã được phát động ở rất nhiều nơi trên thế giới như Ấn Độ, Mỹ, Canada, các nước châu Âu và các châu lục khác nữa. Chúng tôi muốn phát động chiến dịch này ở đây để từ Việt Nam lan qua các nước châu Á để mang đến cùng một thông điệp về sức khỏe, về môi trường, về hành tinh này và động vật sống chung hành tinh này với chúng ta. Sự gia tăng tiêu thụ thịt, trứng, sữa cho các sản phẩm từ sữa tại châu Á đã thúc đẩy sự tăng trưởng của hệ thống trang trại chăn nuôi và chế biến công nghiệp. Điều này khiến không chỉ hàng tỷ cá thể động vật phải chịu cuộc sống thống khổ, mà còn thường xuyên gây ô nhiễm môi trường bởi việc sản xuất ra thịt, trứng, sữa là một trong những lý do gây ra ô nhiễm môi trường cao nhất trên thế giới. Khi cam kết thực hiện chế độ ăn xanh vào các ngày thứ hai, chúng ta đang tạo nên một thế giới lành mạnh hơn, trong lành hơn và tử tế hơn cho con cháu mình.